Có thể bạn đã biết, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người đứng đầu của cơ quan đảng, chính quyền của mỗi địa phương. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc, trong ba chức danh này thì ai là người quyền lực nhất không? Trước khi bước vào nội dung chính, mọi người đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Thư viện Pháp luật để chúng tôi có động lực ra nhiều video bổ ích hơn nhé. Quay trở lại vấn đề, để biết Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ai là người quyền lực nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về những cơ quan mà họ làm việc và quyền hạn của họ đến đâu. Đầu tiên cần biết ai lãnh đạo đảng ở địa phương. Theo Hiến pháp năm 2013, đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Để thể hiện vai trò này, các tổ chức đảng được phân cấp rất sâu, gắn chặt với chính quyền địa phương, thậm chí đến ấp, khu phố cũng có chi bộ đảng. Và cơ quan lãnh đạo đảng ở địa phương là cấp ủy, cấp tỉnh. Ở tỉnh gọi là tỉnh ủy, ở thành phố thì gọi là thành ủy. Những cơ quan này sẽ lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu, nghị quyết chỉ thị của cấp trên. Người đứng đầu của tỉnh ủy, thành ủy sẽ là bí thư. Những quyết sách chiến lược quan trọng ở địa phương sẽ do tỉnh ủy, thành ủy đề ra để chính quyền địa phương triển khai, thực hiện và vai trò lãnh đạo của mình. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy có quyền lực rất lớn. Tiếp theo là Hội đồng Nhân dân. Chắc hẳn mọi người đều biết, chính quyền nhân dân thì nhân dân phải được làm chủ. Làm chủ có đại diện không phải cứ mạnh ai nấy làm đâu nha. Do đó cần một tổ chức đứng ra đại diện cho họ, đó chính là Hội đồng Nhân dân. Đây là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp thì sẽ có Thường trực Hội đồng Nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh. Người đứng đầu của cả Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Nhìn vào sẽ thấy Hội đồng Nhân dân là quyền lực thật khi quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại địa phương, nhưng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì không hẳn là người có nhiều quyền lực. Vai trò rõ nhất của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là khai mạc và bế mạc kỳ họp, chủ tọa phiên họp Hội đồng Nhân dân, bảo đảm thực hiện chương trình kỳ họp và những quy định về kỳ họp Hội đồng Nhân dân, điều hành công việc hàng ngày của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân sẽ giới thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân dân bầu ra Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Trong cuộc sống phát sinh rất nhiều vấn đề, như đứa trẻ sinh ra ai làm giấy khai sinh, muốn mở cửa kinh doanh thì đăng ký ở đâu, mua đất cất nhà cũng phải có cơ quan đứng ra đo đạc, cấp sổ. Và mỗi lĩnh vực hoạt động này phải có cơ quan quản lý. Những cơ quan quản lý này sẽ tập hợp thành một tổ chức lớn hơn gọi là Ủy ban Nhân dân. Theo quy định thì Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, Hội đồng Nhân dân cung cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Trong Ủy ban Nhân dân sẽ có nhiều ban ngành khác nhau để quản lý giải quyết các vấn đề của nhân dân. Và với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân sẽ là người lãnh đạo của tất cả các ban ngành này. Một số quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có thể kể đến như lãnh đạo điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân, phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, vân vân. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có quyền lực rất lớn. Dễ thấy nhất là trong giai đoạn dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thường sẽ kiêm luôn trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương. Những quyết sách quan trọng từ quyết định, chỉ thị đến công văn thường do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ký ban hành. Tóm lại, xét về quy trình thủ tục thì trong bộ máy chính quyền địa phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân được bầu ra trước, sau đó mới bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Nhưng trên thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lại có nhiều quyền hơn do phải quản lý mọi mặt đời sống xã hội, trong khi Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chủ yếu là điều hành các phiên họp của Hội đồng Nhân dân. Còn về mặt đảng thì Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều là thành viên của tỉnh ủy, thành ủy. Trong đó, Bí thư là người đứng đầu. Đặc biệt tại nhiều địa phương, Bí thư tỉnh ủy thường sẽ đảm nhiệm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, còn Phó Bí thư thường trực sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỗ này mình cũng xin nói thêm là mặc dù khác nhau về nhiệm vụ, vị trí công tác, nhưng có thể ví Bí thư tỉnh như Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân như Thủ tướng, còn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân như chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Như vậy có thể tạm xếp Bí thư quyền lực nhất, sau đó đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân về mặt hình thức thì cao hơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nhưng thực tế thì ít quyền hơn. Video đến đây là hết. Bạn nghĩ ai là người quyền lực nhất thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!